xin chào tất cả mọi người. Tiếp tục thăm Huế chiều nay. Hoàng hôn bên đập đá mọi người nha. Hai anh chị Tây đang thương yêu nhau, đang tỏ tình. Chuyện tình làng mang bên đập đá Huế chiều nay. Đây còn 5 giờ hơn chiều. Trời gió mát. Huế những ngày mấy ngày qua cũng là nắng nóng 34-35 độ C mọi người. Thì chiều hôm nay tiếp tục đưa mọi người thăm Huế, thăm về những con đường xưa, lối cũ mà chúng ta vẫn thường đi thăm. Đường về thôn Vị đây, huyện Xuân Cung. Đó, áo dài, khách sạn, nhà hàng. Đó là những cái dáng cửa hàng, cơ sở tại đầu đường của huyện Xuân Cung, rất màu mỡ. Chiều về thì bà con người ta đi làm về cũng đường xá đông mọi người. Khu vực này, cái đoạn đường này rất là thoáng sáng sủa. Hai bên là khách sạn Đồng Khánh, rồi Sông Hương, rồi trung tâm tổ chức tiệc cưới. Không khí rất là mát mẻ tại đường Nguyễn Xuân Cung chiều nay. Vì mấy ngày trước hình như nó nắng, nó cũng khắc nghiệt, nó nắng gắt á. Đi trên đường giờ này vẫn nóng hơn, chứ mình ngày hôm nay thì thấy cũng mát đây mọi người. Có thể trời gió. Đây có cái phủ Tùng Thiền Vương. Chuyện là yên vui có nhận được 2-3 tin nhắn của một gì và cách đây mấy tháng yên vui có giúp đỡ một hoàn cảnh tại Kim Long và có mê tuổi mà một người cháu như ó và kéo bằng ó chăm sóc ó bị giống như là tái biến mà nằm một chỗ mọi người, vì hình như là lẹp nữa thì phải, cho nên là ó cũng chăm cho cháu chăm cho ó mà cũng khó khăn. Ó thì cũng đâu lên đâu xuống, ó nhắn tin như vậy. Ó nói là ó thì hay đau mà mẹ thì bây giờ thi thoảng cùng hết những cái bìm tạ bìm thay, rồi ăn uống cùng tiền bạc ít cho nên ăn uống cũng thiếu chất. Hy vọng cháu có cái phần quà nào của nhà hảo tâm thì ghé gửi cho tặng cho ó về mẹ một đôi phần. Thôi khó khăn quá và mà có 2-3 tin nhắn thôi, em vui mới cũng là trả lời, nhưng mà cùng hàng lại nói ra khi nào có thì cháu sẽ ghé thăm. Thế bây giờ một tin nhắn nữa của ó thì thôi em vui chốc lạc nữa chúng ta thăm khu vực Vì Già, thì em vui sẽ đưa mọi người sang thăm gia đình của người ó chăm sóc cho mẹ là gọi là ó của người người gọi điện cho em vui á.
thì nghe nói đau nằm chỗ trước đây em mới có qua ghi hình thôi, đau nằm chỗ mà có cái vết thương nó bị mù mắt nữa, dạ đó cũng khó khăn, ở nhà chăm sóc cho o chứ không đi làm chi được. O thì em vui cũng còn mày phân qua của một chi, dạ thì xin tích ra một đôi 100.000 để tặng cho mẹ, tặng cho o để mua thêm tả bình cho mẹ dùng qua ít bữa. Dạ thì chiều hôm nay hành trình đi thăm Huế, thăm bà con trên đường phố mà không có hoàn cảnh nào thì em vui sẽ dẫn mọi người về thăm hoàn cảnh đó. Dạ và để biết thêm đoạn đường chiều hôm nay chúng ta qua trong những ngày ngày thu. Dạ đây có nhiều cơ sở cũng như các nhà hàng quán xá mở thêm. À, bây giờ làm ăn cũng rất nhiều cái cách làm ăn, dạ, và nhiều cách đầu tư. Rồi trên đường từ đập đá về đến cầu Trời Dinh, chúng ta biết được cảnh chiều hôm nay. Rồi hy vọng mọi người còn đồng hành với em vui trong chốc lát nữa với video này, dạ, để biết thêm hoàn cảnh rồi cuộc sống đời sống của con người Huế nha. Dạ có những cảnh như vậy, như vậy đó. Ở đây là ngay cầu Trời Dinh rồi đó mọi người, đang qua chùa Ba La Mật, ngôi chùa có ba cái cổng tam quan bằng gỗ rất là đẹp. Bên trong này đi ngang lúc nào những cái giờ trưa giờ chiều thì hay bắt gặp hình ảnh Phật tử cùng các sư làm lễ. Dạ rồi ngang qua những bức họa trên cái tường móng cầu Trời Dinh, dạ đầy đủ những hình ảnh về Huế. Cung An Đình, cầu Trường Tiền, chùa Linh Mù, Lăng Tử Đức. Và xa xa kia là cầu Chợ Mai. Qua khỏi cầu Chợ Mai vui sẽ vòng lên lại Kim Long đưa mọi người thăm cái hoàn cảnh khó khăn. Dạ ở đây buổi chiều bạn buông áo quần nhiều này, vô số kệ rất nhiều đồ của chị em phụ nữ mày o mày gì câu chờ mai. Hôm nay có chi mà công an đứng đây hả, cái bộ ngày này là chờ năm phố đó mọi người. Nơi đây có công trình chi cho nên có công an làm ăn lắm. Dạ mới đi mua về đi lên nhà mấy gì xin tiền à, về lo cho mẹ à, cái số 17 á. Là hai chị, hai vợ chồng chị á hả? Dạ, hai vợ chồng chị ruột á. Là gì lên nhà chị ruột để xin tiền. Điện thoại được chứ cả chị. Ô chà, chào mẹ. Ồ mẹ vẫn được đó hả? Dạ. Đi mới đi đây mà ba tụt xuống xích vô. Dạ. Con nên mẹ khỏe rồi chứ. Khỏe mà cái chỗ đi bị cái vật thứ của mẹ nó thấy ra nó bị vị trí thấy hả, bị hoại tử á. Dạ. Giờ chưa đến đây giống như kiểu con ấy vô mẹ rồi á. Vật thứ nó hẳn lành đó, bị hoại tử rồi nó hẳn lành nữa. Dạ thì nghe gì nhận tính hai ba tính rồi chưa mẹ, thôi đột ngột thì có thăm mẹ thì đây là hoàn cảnh mà chiều hôm nay vui gặp thăm
cậu à. Dạ chưa chậm mẹ cho đó, mẹ là tầm lắm tuổi hả? Dạ mẹ tính chỉ tự nhiên quên nữa. Mẹ Lê Thị Yếm. À mẹ Thị Yếm, dạ Lê Thị Yếm này, năm nay tầm lắm tuổi, mẹ đâu năm mẹ bị mù hả? Mù mắt tai biển nằm chỗ, dạ mà chưa là chi gì nói rằng thiếu cái gì hoàn cảnh thiếu rằng gì cứ nói đi. Dạ có cái phần qua mô để giúp cho gì thêm một lần nữa cho gì khó khổ gì không biết xoay sở mô mà để mua tà đi mua cho mẹ ăn nữa. Dạ không có thuốc á là quái mẹ chạy được thôi. Chạy được ngồi về giống như chăm sóc hàng ngày rồi chăm sóc hàng giờ lắm rồi. Dạ đó. Mà có tiền mua thuốc cho mẹ là cái chỗ bị thương và mẹ nằm khô. Khô rạo đi. Mà còn mà không uống thuốc là cái chỗ là mẹ bị vỡ ra máu bị chảy ra thôi. Mẹ khỏe không mẹ? Dạ. Dạ. Mệt hết, năm đấy là mệt. Đi vệ sinh đâu rồi thấy cũng lân đi lân lối lân tới bây giờ di đỡ thấy chứ chị hả? Di đỡ mà đi được nơi dạ. Đi một lần đi rồi là di thị mỏi ra vì cháu uống cái thuốc à này. Thuốc bất chắc là làm cho phấn nó bọng rồi hả? Chắc mỏi ra coi thì nghe di nhận tin được trưởng lân rồi mà con nói thế thì già để con kêu gọi ai có lân thôi chứ con thể tin nhận được thôi này. Dạ. Để chạy qua hỏi thăm tình hình rắn. Dạ, Di cứ nói về những gia họ tâm họ có lòng đi. Dạ. Sau này họ đến họ đó, họ đi. Giúp đỡ tại gia đình hoặc là nếu họ quá con thì con sẽ đến. Dạ. Để giúp thêm cho Di cho chứ nói chung là gia đình khó khăn kinh tế hả? Dạ, nói cho mẹ mẹ là có một tháng mấy hai bên. Mẹ có hỗ trợ tháng mấy tiền? 504. Dạ. Một tháng là cứ là mùng sáu tây là đi dần về đi nhận 504 về trang trại đó. Còn chi nữa không? Ngoài 504 đã có hỗ trợ món được. Không có gì hết con tè. Dạ, không có chỗ món được hay đúng không? Dạ, không có chỗ món được mà mấy người họ nói là lên cái chỗ các gia học tấm mà gì mà biết cái chỗ món. Dạ, kêu gọi thì cứ đấy giống như có một rơi quay thì cũng rồi nhưng mà còn người biết người không nữa, cái ai biết thì họ mới tâm thì họ giúp. Dạ. Vì mẹ đấy là chồng con. Dạ. Mà ở vì gì mà nói thiệt về con gì từ ngày mà mẹ bố đây chưa nói thật ra là mẹ bố đây chưa mẹ có được cái da này đấy chúng tôi thế ở cái choi. Dạ đúng rồi. Thế là nhà tình thương mà hả? Gia tình nghĩa. Nghĩa họ làm. Mang nó chỉ là do được họ bắt cho hết rồi cái người bán á. Ba chứ là khó khăn lắm luôn hay. Chuyện ăn uống rồi tạ bìm cho mẹ thuộc men hả? Tạ bìm thuộc. Là hàng tháng chi phí hết mấy? Thuộc men đó. Nói chung là mẹ là một ngày là ba cái tạ. Ba cái tạ là một cái 12 ngàn. Vậy là thuộc mẹ uống là một ngày là 10 ngàn. Thuộc một cái ấm bí á. Vậy ngày hết 47 ngàn đó đó. Là tiền thuộc với tiền bìm đó. Tiền bìm. Yeah. Con tiếng ăn thì ăn cũng được rồi cũng khó khăn hay bà gì cũng đi làm thêm gì khác cái mẫu ái kia đi dọn da cửa đi làm ngày hai ngày đó nửa ngày trăm ngàn đi dọn dẹp rồi về phụ thêm cửa về mà mỗi lần đi là phải đẩy mẹ vô công xá là mình tranh thủ đó tranh thủ để làm cho dân mà về có dùng cái hồ thương hồi nãy đi chà tôi chứ nè thôi kê chó chi về sớm để lo cho mẹ bữa hồi chó nó ăn đủ uống chứ dạ trả cho thịt kêu gọi không được kêu gọi mỗi hả bữa trở sinh như là cánh của con nhiều người biết á thì và những nhà họ tâm họ giúp đỡ thêm cho hoàn cảnh của mẹ dạ thì cách đây cũng ba bốn tháng đó đây dạ bốn tháng đó cũng quay lại đó hôm nay có anh ngăn cách gửi tặng phân qua cho mẹ tiêu đó cho mẹ tiêu ạ dạ thôi chưa con bên con nhà hậu tấm cũng là hết tiền dạ còn có đây là hai người chị Quyên ở Cali và chị Linh bạn chị Thu cũng ở Cali luôn. Dạ. Có hai phần quà thì 400.000 con cũng giúp cho những người trên đường rồi. Dạ. Dạ, mà con ít có thì thôi cũng giúp tạm cho mẹ
có những ngày ní đã cho con gửi tặng nhà 400.000 của hai chị. Cảm ơn chị. Dạ, chị Quyên. Chị Quyên với chị Linh và chị Thú đó. Dạ. Ở bên Cali gửi tặng cho mẹ đó chị. Thay mặt mẹ cảm ơn hai chị giúp cho mẹ để mẹ mua sữa về mua bột bột tạ. Dạ. Cảm ơn hai chị nhiều. Chung chư là thiệt cũng thành tâm kêu gọi lúc này. Dạ. Kêu gọi những anh chị có lòng hảo tâm thì ai thương thì giúp thêm cho mẹ để cho mẹ có cái thêm chục chi phí về thuốc thang ăn uống rồi bệnh tạ bệnh nữa. Đó đó nặng về cái bệnh về ăn uống cho mẹ thôi. Hy vọng cộng đồng chia sẻ mạnh tay rồi ai cũng có thể là nhiều người họ biết thì họ tìm đến địa chỉ đi, Di đọc lại địa chỉ cho rõ đi. Địa chỉ của Di là Kiệt 22, tên 6/5 Nguyễn Phúc Lan, hỏi nhà mẹ Yến bị mù tại biển nằm chỗ. Để với cho nhiều người họ biết đôi khi họ ở quanh quanh đây họ có coi đỉnh kính con á, thì họ có thể tìm đến đây họ giúp đỡ. Còn những người xa mà không tìm về được hay là họ sẽ tìm về những người khác hoặc là nếu quá cơ thì con sẽ trở lại để thăm. Dạ, chuyện là không qua đâu chị đó cho mẹ. Cảm ơn giúp thêm cho chị đây. Thầy Di dặn tính của mình lần mà con thì bên con đây già tiền nó còn những người nhà họ tắm là hết á, cho nên giờ chưa kêu gọi tiếp được. Thì qua đây một lần nữa cũng thiệt tha kêu gọi đây để giúp đỡ thêm cho gia đình cho mẹ 85 tuổi, mẹ Yêm. Vừa bị mù bị tai biến năm chỗ rồi có cháu, người cháu gọi tên bằng O hả? Cháu ruột kêu bằng O. Dạ. Mà mẹ là không chồng không con. Mẹ không chồng không con. Dạ. Ngày một chấm cho mẹ. Ngày một chấm men rồi tạ bị ăn uống. Bữa nay cũng thiếu thốn. Dạ. Thôi hy vọng là có nhiều người biết đến chia sẻ cho thêm cho gia đình. Con chúc gì với là về sức khỏe. Cảm ơn con. Dạ. Có ai giúp thì con sẽ tìm đến. Dạ. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Có tối nay ăn chi? Nấu cơm nấu chảo ăn rồi chứ. Mình thì khỏe hả? Con mẹ thì chắc chẳng chảo đâu rồi. Mẹ con chưa, tụi đi chưa có. Chưa nấu. Dạ. Thôi ra mua miếng chảo đó chứ, vô cho mẹ ăn được. Mua chẳng chảo hả? Cái chuyện chảo dinh dưỡng là dạ, bếp thầy bếp lành đấy. Dạ, chứ hỏi gì. Con trai gì mà đi làm chi? Con đi làm thợ sơn ngoài quận tí á. À dạ, cái làm ở đủ nuôi bản thân hả? Giúp chi được giúp thôi chứ. Gì là một người con trai hả? Một người con trai mà gì cũng có chồng. Dạ, không chồng mà một người con trai đấy. Mà mai giờ có chồng mày bị... Mày chồng mày ba o được chứ không thì cũng biết o ở với ai luôn hả? Dạ đó. Dạ. Thôi được thôi. Chào gì con, cho phép con tạm dừng video. Rồi hy vọng mọi người chia sẻ mạnh tay để cho gia đình mẹ gì có thêm chút kinh phí trang trải. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ được thôi. Con lên đây là gì cũng mừng lắm. Dạ con lần lần con đi. Rồi thôi. Kể con chân bố thì giúp chân đẩy cái đại chân thôi. Điều đáng chứ. Hay là thôi con về. Rồi, dạ, dạ. Cảm ơn con nhiều nha. Mẹ chắc mẹ ngủ rồi, con về mẹ ơi. Cảm ơn con nhiều. Dạ, chúc mẹ mạnh khỏe. Dạ. Dạ. Mẹ tôi lắm. Cực lắm, máy điều máy cái không quăng quài đó, nằm chỗ mà chấm là cái quăng quài là cực lắm. Giờ về đây thì cũng chiều rồi, tại đường Vàng Súng này mọi người. Giờ thì vòng qua video mọi người cùng chia sẻ, nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Yên vui, đồng thời để cho nhiều người biết và giúp đỡ thêm cho những hoàn cảnh khó khăn. Thành thật kêu gọi. Dạ. Dạ. Ồ, ở đây kẹt tàu đấy.
bên cái con sông từ cầu Kim Long ra đây, người ta cũng đang làm đường, làm lề đường này mọi người. Sau qua đây có khu họp chợ nhỏ nhỏ, hai đường ray đi vô để băng ngang đường Vàng Xuân, đường đường Phạm Thị Liên và đường từ cửa Hữu đi thẳng qua đây, bắt đầu ngã ba đường Lê Duẩn rẽ vào đường và Phạm Thị Liên. Đây có khu họp chợ, chợ sáng chợ chiều. Dạ rồi, mọi người thấy ý nghĩa thì đừng quên chia sẻ, nhấn like, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ cho Vũ Hòa Bình và động lực ra nhiều video nữa để mọi người thăm Huế, biết Huế nhiều hơn nữa về những cái cuộc sống trên đường quê cũng như đời sống bà con trên thành thị và những hình ảnh đi thăm Huế hàng ngày. Rồi qua những câu chuyện, qua những cái đời sống của bà con trên đường, hy vọng mọi người cũng thấy thú vị và biết thêm. Dạ, và thôi cho em vui tạm dừng video. Dạ, thì đừng quên chia sẻ, nhấn like, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ em vui có động lực ra nhiều video hơn nữa để thăm Huế, thăm bà con. Dạ. Rồi em vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người.